Alo. Thân chào tất cả mọi người. Rất là vui gặp lại mọi người trong một cái video clip tiếp theo của mình nha quý vị. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ về cái vấn đề, đó là về các chuyên pin này quý vị. Pin 18650, những viên pin lithium li-ion 18650. Như vậy là những viên pin này có gì đặc biệt mà chúng ta cần phải chia sẻ quý vị? Đây là những cái viên pin mà khi mà đi sưu tầm ve chai đó thì mình mua được ha. Và mình hoàn toàn không biết nó sống chết như thế nào. Thì cái chủ đề clip ngày hôm nay đó là mình xin chia sẻ cái cách để mà kiểm tra các viên pin này nó còn sống hay là còn chết ha quý vị. Nó sống là như thế nào, là nó chết như thế nào. Nó sống có nghĩa là chúng ta còn sạc được, còn xài được. Còn nó chết là chúng ta sạc nó không có vô ha, là chúng ta vứt đi đó, là không còn phục hồi được nữa, không còn sử dụng lại được nữa. Thì trong clip ngày hôm nay thì chia sẻ cái vấn đề đó là kiểm tra một viên pin còn sống hay chết thôi nha quý vị. Còn cái kiểm tra dung lượng của nó thì chúng ta còn nhiều cái lắm ha. Thì để kiểm tra cái này thì nó có rất nhiều cách. Thì mình xin lần lượt chia sẻ hết với cả nhà các cách mà mình biết được. Khi mà đem các viên pin này từ ve chai về á, thì chúng ta chưa biết nó sống chết nha quý vị. Chúng ta tạm thời để nó đi. Giờ thì tôi sẽ có một cái hộp để nó vô đi, cho nó lịch sự. Vì và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách thứ nhất, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ. Đấy, đồng hồ. Đây là cách mà nó dễ nhất ha. Thì chúng ta mở đồng hồ lên, chúng ta dặn vô cái đó là cái thang đo. Thang đo vôn. Đấy. Thang đo đó là vôn. Điện một, điện cái này là điện một chiều á. Thang đo điện một chiều á. Đo vôn kế đó. Đo vôn. Đấy. Que này là que dương, que âm. Đó. Khi mở lên thì đồng hồ nó sẽ hiện lên là 00 nè. Rồi chúng ta sẽ lần lượt đó là đi kiểm tra từ viên thôi. Đó. Đặt vô đi kiểm tra. Nè. Đấy. Như vậy là nó nhảy lên như thế này là còn vôn nè. Đó. Nó còn. Viên pin này còn xài được chắc chắn luôn. Đó. Còn tận dụng được. Cái viên pin này là từ cái cục sạc dự phòng hoặc là cục laptop gì đó. Mà mình đi ve chai mình thấy nó rơi ra mình lượm về nè. Cái gì? Nó có cái mã gì luôn nè, cái mã ngựa gì luôn nè. Rồi như vậy là viên này còn xài được. Đáng lý ra mình phải để này ở ngoài chứ. Ha. Viên này còn xài được nè. Tương tự như vậy, những viên tiếp theo mình sẽ đo. Rồi 3,88, 89 luôn. Viên này xài được. Viên tiếp theo, viên này nó hơi xét rồi, hơi rỉ xét. Đầu nào cũng hơi rỉ xét, nhưng mà biết đâu còn lên. Còn lên là 3,9 luôn. Viên này thì quá xét luôn rồi nè. Cái đầu này nó xét khét lẹt luôn rồi nè. Kệ, đo luôn. Ôi nó còn nhảy điện nè. Nghĩa là nó còn lên đó, nhưng mà điện nó thấp. Còn nhảy điện quý vị. Ôi mất tiêu luôn à. Tại cái này nó quá xét rồi. Không phải mấy à. Viên pin này cũng nghi ngờ. Cộng kệ để đó đi. Viên pin này là viên pin xịn nè. Viên pin tốt luôn á. Mắt in sao băng đàng hoàng. Cái viên pin này bên trong nó có cái số chìm luôn nè quý vị. Thấy thấy không? Đấy. Nó có cái chỉ số chìm luôn. Nhưng mà viên pin này mình cho quý vị biết là nó chết rồi. Tại vì mình đã thử áp dụng cái cách ngu ngốc của mình là nó đã lên đường uống rồi, lên tàu uống đá bào rồi quý vị. Nó không có ấy nữa. Nó lên tàu à, nó không có luôn. Chết. Viên màu xanh tiếp theo. Rồi, sống. Viên tiếp theo. Rồi, chết. Viên này để chưa chết luôn rồi nè. Mình đo cho quý vị biết vậy thôi. Đó, 0,7. Pin này thực tế là nó còn sống nhưng mà cái dòng xả thấp lắm. Đấy. Thì vậy là đây là cách thứ nhất nha quý vị.
ta xác định cái viên pin nó sống hay chết dựa vào cái đồng hồ. Như vậy nếu như chúng ta không có đồng hồ mà chúng ta có cái thứ khác thì sao? Rồi, bây giờ giả sử như chúng ta không có cái đồng hồ, đồng hồ này vứt đi, ném. Đấy, rồi, coi như ném đồng hồ xong. Chúng ta sang cấp thứ hai, đó là chúng ta có một cái mạch sạc như thế này. Đây là cái vỏ này là cái vỏ sạc dự phòng mình lụm với dây chai. Còn cái mạch này là cái mạch đó là sạc dự phòng mình mua ở trên mạng á, sau đó mình về mình đấu vô thôi. Cái đầu dương thì mình đấu vô chỗ này, còn cái đầu âm thì mình đấu vô phía sau này, đồng mình kiểm tra thôi. Và cái mạch này nó có một cái hay là chúng ta ghim điện vô, chẳng hạn như chúng ta sẽ ghim điện vô thử nè quý vị. Mình kéo ổ điện mình coi, kéo. Đấy, ổ điện. Có cổng USB thì ghim vô. Đấy, cổng USB ghim vô. Lúc này là chúng ta nhận thấy là cái chui nó đã chớp sáng rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghim vô ha, đây là cấp thứ hai chúng ta sẽ ghim vô. Lúc này chúng ta thấy có cái gì xuất hiện không quý vị? Chúng ta thấy rằng đó là cái mặt cái nó chuyển sang màu xanh rồi nè. Đây, cái bóng đèn nó chuyển sang màu xanh trên cái mặt nè. Đó, thấy chưa, chuyển sang màu xanh. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần đó là bây giờ chúng ta sẽ là so sánh hai giữa hai viên pin sống và chết. Đấy, cái viên pin này sống nè, cái viên pin này chết nè. Cách kiểm tra nó, chúng ta sẽ đặt một viên pin sống vào trước rồi. Chúng ta đặt đúng cái chiều rồi ha. Đó. Đấy. Quý vị thấy cái đèn lúc này nó đã chuyển sang màu đỏ. Như vậy là chúng ta sạc pin là nó có khả năng vô, có nghĩa là viên pin này còn xài tốt ha. Chúng ta nếu chúng ta không có đồng hồ mà có cách này cũng ngon lắm ạ. Đó, bây giờ kiểm tra gì là viên pin này sống sạc là xài ok nè. Đấy, bây giờ thử xài luôn coi, mình có cái cây quạt thằng thánh của mình nè. Bỏ viên pin này vô. Bỏ viên pin vô. Bấm quạt. Đấy. Quạt rất mát luôn, đang ngực. Quá mát. Nhìn hai con mắt của mày nhìn tao cái gì? Mày nhìn cái gì mày? Bước 2. Đó. Kêu do luôn. Đây là viên pin. Như vậy là viên pin sống mà chúng ta đưa vào cái mạch cân bằng sạc này thì nó sẽ chuyển cái đèn sang màu đỏ. Khi nào sạc đầy nó sẽ sang màu xanh, thấy chưa? Đó, cái nguyên lý của nó là vậy. Rồi bây giờ chúng ta để cái viên pin chết vô coi. Để vô, quý vị thấy đèn vẫn không thay đổi. Dù mình xây viên pin cỡ nào, đèn vẫn không thay đổi. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó đâu có sạc vô đâu, cho nên cái mạch này nó nhận dạng là viên pin này nó đầy, nó không sạc không có vô, cho nên nó coi như đầy, cho nên cái đèn nó vẫn là màu xanh. Đó, đơn giản vậy thôi. À, như vậy tương tự vậy, bây giờ chúng ta là này thì sống nè. Như vậy coi hai này coi nó có chết không. Đây này còn sống nè. Đó, hồi nãy ta đo không lên nhưng mà bằng cách này chúng ta nhận biết được viên này nó còn sống nè. Mặc dù để chưa chết nhưng mà sạc vẫn lên. Và mình sẽ có một cái là cái USB này, mình coi cái dòng vô nó bao nhiêu. À, mình sẽ cho quý vị xem là cái dòng vô có nó bao nhiêu. À, rồi mình sẽ lấy tạm thời cái cục sạc này, sạc nó vô mình lấy. Dạ thưa quý vị và các bạn, thì mình đã ghim vào cái cục sạc dự phòng này thử rồi nè. Thì cái này nó đỏ nghĩa là nó lên rồi nè. Và cái đầu cái dòng ga của nó đó là 0.11A, rất là thấp luôn. 0.11A. Nó cái dòng ga đó là chỗ này nè quý vị. Nè 0.11A. Người ta 1A chạy còn lâu nữa, này 0.11 chắc nó chạy chắc tới Tết chứ. Cái này không phải chạy đâu mà chắc là nó đi bộ. Nó đi mà tới Tết mới tới chỉ chỗ luôn á. À, nhưng mà nó vẫn sống ha. À, ok chưa? Rồi là sẵn đây mình kiểm tra thử cục pin tới sống hồi nãy coi. Cái dòng ga nó bao nhiêu? Đó quý vị thấy nè. Cái dòng mà nạp vô của nó là 0.49 cũng như 0.5 nè. 500mAh thì nó sẽ sạc nhanh hơn hồi nãy. Đấy, thấy chưa? Khác biệt giữa những cái cục pin mà xịn và cục pin rỗng. Nó tương tự như vậy. Thì mình trả cái này về đây đi, dành cho những bạn nào mà đó là cấp thứ hai của mình nè. Rồi bây giờ kiểm tra viên pin này, hồi nãy mình nói là nó chết rồi nè. Ấy nó cũng còn sống nữa nè, nó cũng còn lên nữa nè. Ô kiểm tra tiếp luôn. Đây, ghim vô.
ăn được dòng nhiêu cũng 0,11 nữa. Đấy, những viên pin này là đo không lên volt nhưng mà nó chạy 0,11 nè. Chạy không biết nào mà nạp đầy cục pin á. Thấy chưa? Con này thì hoàn toàn là chết luôn rồi. Lát đó mình chia sẻ lý do vì sao mà viên pin này nó chết. Mình cũng giỏi lắm, mình hay lắm cho nên viên pin nó cũng cũng đi rồi, đi xa lắm. Rồi, những viên pin này thì lúc nào nó cũng lên chứ á, đỏ nè, thấy chưa? Đỏ nè quý vị. Đây, đỏ luôn nè. Cái viên pin này là viên pin này nó bị sét nè. Nó bị sét đầu nè, mình nghi nó đi rồi nè, không biết là nó sao à. Đó, đi thiệt rồi. Mình thử mình vệ sinh chỗ này coi ha. Mình dành cả thanh xuân để mà vệ sinh nó thì nó cũng được có gì thôi, chứ nó không có sáng lóa như là sinh lai được. Đó. Bây giờ mình sẽ ghim vô lại cái nữa coi. Nó có lên được không? Ê, đỏ 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 nào quý vị. Vô nè. Đó, như vậy là nó mình cũng nghi chỗ đó đó, cái chỗ tiếp xúc đó đó. Như vậy là cuối cùng viên pin này vẫn còn sống nè. À, mình đo luôn thử cái dòng nạp vô coi. Rồi đây đây. Mình xin đo thêm cái dòng nạp của nó coi nó cái dòng nạp nó vô bao nhiêu. Đây. À, cũng hai mấy, không phải hai mấy nè. Cũng được, cũng nói chung là nó cũng ổn á. Nạp thì thằng kia là đi bộ, còn thằng này nó chắc là người ta chạy. Mấy thằng kia thì lết, thằng này đi bộ nè, này đi bộ 0,23. Tại vì cái mối tiếp xúc này nó không tốt cho nên nó là nó vậy đó. Nếu như mà tiếp xúc tốt thì nó sẽ sạc nó nhanh hơn. Đơn giản vậy thôi. Đấy. Đây. Rồi, như vậy đó là cách thứ hai ha. Cách thứ hai mình cho kiểm tra, hình như là cách này kiểm tra cái bộ nó ok hơn hay không vậy. Cách kiểm tra này cái bộ nó ngon hơn. Và cách cuối cùng thì nó cũng giống như cách này, nhưng mà đối với những bạn nào mà không có cái này thì sao, không có cái mập này chứ không có cái này thì chúng ta làm gì ha. Giờ bỏ cái này qua một bên đi, ném nó luôn à, giúp bang. Rồi mình dùng nó ra đường rồi, con dây chai cũng lụm luôn à. Như vậy là trường hợp thứ ba là chúng ta chỉ cần có một cái cục sạc như thế này thôi. Cục sạc này nó khác cái cục sạc thường chỗ nào là nó có cái đèn chỗ này nè, như vậy có cái đèn đó, đèn này nè. Và khi mình ghim vô á thì cái đèn này á là nó có màu đỏ nè, nó thấy chưa, ghim vô nó có màu đỏ. Và mình kiếm một cọng dây sạc điện thoại em hỏng dục đi. Đây là cọng dây sạc hỏng của mình nè, mình ghim vô đi. Rồi hai cái đầu kia thì mình xé ra và mình xác định đó là đầu dương đầu âm. Thì đây mình đã xác định được là cái đầu dương đầu âm của nó nè, bằng cách là lấy cái que đo của mình, cái mình nói vô thôi chứ không có gì. Cái này mình làm rất nhiều công chuyện, cái que này nè, cái que thần thánh rất nhiều công chuyện đó, thấy chưa, que thần thánh rất nhiều công chuyện. À, đây là dành cho những người nào mà không có hai cái trên thì mình có cách thứ ba này. Sau khi có được như này rồi thì mình lấy cái viên pin của mình cứ đặt vô nè, đầu này là đầu dương nè đó, thì mình cho vô đầu dương đầu âm. Mình khi mình cho đầu âm ấy gì thấy đó, cái đèn của cái bóng đèn trên cái cục sạc nó thay đổi nè, thấy không, chuyển sang màu vàng nè. Đấy, nó chuyển sang màu vàng nè, nó chớp chớp màu vàng, nó gì thấy không, có nghĩa là nó đang sạc pin được á đó. Đó, nó sáng nè, vàng nè, buông ra đỏ nè. Như vậy là viên pin này còn sống nè, có nghĩa là có thể nạp vô được. Mà viên pin mà nạp vô được là bảo đảm là nó sẽ sống đó, thì thấy không. Rồi, viên pin sống. Còn ông này không chết rồi nè, bây giờ mình coi nè, đầu dương nè, cho vô đầu dương nè, giữ chặt nè, đầu âm nè, cho vô nè, hoàn toàn không thay đổi gì luôn, không thay đổi luôn. Nó có nạp vô được đâu mà thay đổi, thấy chưa, cục sạc hoàn toàn là nằm im gu luôn. Rồi bây giờ mình coi lại cái viên pin mà xét này coi, nó có vô không. Đấy, nó có chớp nè quý vị, nó có chớp nè, đó nó chớp đó. Rồi mình giữ cái chỗ nào cho nó vô điện coi. Đó đó, nó sáng rồi nè. Đó nó thấy không? Đó, thấy sáng rồi nè, đây. À, thấy chưa? Rồi. Kiểm tra viên pin này. Rồi, cũng còn vô pin luôn. Vô nha. Đúng như mình đã nói. Này cũng vô chắc chắn rồi đó, pin nó còn sáng lên nè. Đấy. Được chưa nè?
Như vậy là mình chia sẻ với quý vị là 3 cách. À, có 3 cách ha. Rồi, mình bây giờ đem dẹp cái cọng dây thần thánh này của mình. Như vậy là vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn 3 cách. 3 cách để mà chúng ta kiểm tra một cái viên pin 18650 này nó sống hay là nó đã theo ông theo bà ngẫm cu đèo rồi. Cái cục sạc này là thực tế ra nó rất là hay nha, cục sạc này nè, có nhiều cái hay lắm nha. Mình sẽ nói cục sạc này cực hay luôn á. Và có cái viên pin này nè, đau lòng lắm quý vị. Viên pin này dung lượng thực tế, dung lượng test của nó, dòng xả của nó là nó được đó là 1689 mAh. Mặc dù lụm dưa chai nha, mình giờ mình xả thử. Sau khi xả xong thì nó tèo luôn. Và lý do vì sao mà nó tèo quý vị biết không? Đó là mình xả trực tiếp. Mình hay lắm. Mình lấy cái cổng USB á, cái cổng cái á, cái đầu ra đó, mình nối vô hai cái cốt pin này nè. Cái mình đưa vô cái bản mạch này lúc trước nè. Lúc chỉ là đầu á, mình không có hàng cái mạch này. Mà mình hà chỉ có cái cổng USB ra thôi, mình gắn này vô. Gắn vô cho đã, cái mình xả. Xả đến khi mình đo được cái dung lượng này, sau mình sạc lại thì con pin đi luôn. Có rất nhiều anh em ở trên mạng đã chia sẻ cái cách xài viên pin này rồi, là chúng ta cần phải có cái mạch bảo vệ này nè quý vị. Cái mạch bảo vệ này chúng ta mua ở trên mạng á, thì nó khoảng từ 5-8 ngàn đồng. Nó dao động từ 5-8 ngàn ha. Cái mạch này từ 5-8 ngàn đồng, tùy vào cái shop và tùy vào cái nơi mà cả nhà mua. Còn nếu không quý vị mà đi ve chai mà gặp những cái này nè, đây nè, quý vị đi ve chai mà gặp những cái viên pin này nè, ở trong viên pin này nè nó có một cái mạch bảo vệ. Ở đây có cái mạch bảo vệ mà mình đã tháo ra mất tiêu rồi. Có cái mạch bảo vệ về sạc pin đây nó có ha. Thì quý vị lấy cái mạch đó để dành lại, để mà căng bằng pin. Cái mạch đó nó tương tự như cái mạch này nè, nhưng mà nó không có cổng sạc này thôi ha. Thì cái này là đi ve chai là gặp thì mấy quý vị đừng có bỏ lụm đi, ở trong nó, ở trong này nè, ở trong cái khúc đầu này nè là nó sẽ có cái mạch bảo vệ ha. Thì từ từ mình sẽ chia sẻ cái cách làm cái mạch bảo vệ này ấy. Rất là nhiều anh em đã chia sẻ nếu như chúng ta xả mà không có cái mạch này, nó xả cạn pin là pin này nó hỏng. Và thực tế là mình đã ngu dại, mình đã làm thử rồi là nó hỏng. Rất là đau lòng luôn, viên pin này còn cực nhiều luôn á, tốt luôn á. Và từ đó về sau thì mình đã không có làm như thế nữa, mà mình đã chế ra một cái là thiết bị để mà dành xả cho nó là đúng cách hơn ha. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để mà chúng ta kiểm tra một cái viên pin 18650. Pin này là 18650, thử coi nó còn sống hay còn chết. Thì mình hy vọng rằng qua những cái cách chia sẻ của mình thì ít nhiều gì nó đem lại cho tất cả mọi người cũng như cả nhà là được nhiều cái là nhiều điều hữu ích về đó là viên pin 18650 này ha quý vị. À, thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo của mình. Nếu như còn cái điều gì thắc mắc hoặc có những cái gì hay hơn thì quý vị đó là cũng chia sẻ dành cho mọi người ha, để mọi người cùng nhau đó là chúng ta biết để mà chúng ta áp dụng vào đời sống thôi. Thân chào, hẹn gặp lại.